hình vẽ sau minh họa phương pháp điều chế isoaminacetate trong phòng nghiệm. Đấy, bạn nhìn này, cho phát biểu sau đây ạ. Các bạn lưu ý rằng là để điều chế isoaminacetate nhá, thì mình phải thực hiện cái phản ứng ester hóa, đúng không? Mình phải cho gì ạ? Mình phải cho acetic acid tác dụng với isoaminic alcohol và bạn vốn đặc, đúng chưa? Vậy cái hỗn hợp trong cái bình một này thì nó chính là cái hỗn hợp gồm isoaminic alcohol và acetic acid cũng như là bốn đồ đặc, anh đúng, đúng không? Thì phải được đi điều chế, muốn điều chế ester thì mình phải điều chế từ alcohol tương ứng và acid tương ứng, có hai bốn đặc làm chất xúc tác, đúng không? Trong phễu chiết, đấy, trong phễu chiết bạn nhìn đây là phễu chiết này, thì lớp chất lỏng có thành phần chính, các bạn lưu ý ạ, trong phễu chiết thì mình có hai cái chất lỏng, nó tách thành hai lớp, một lớp chất lỏng X, một là lớp chất lỏng Y. Thì cái lớp chất lỏng X các bạn nhìn thấy là nó nổi lên bên trên lớp chất lỏng Y, đúng không? Thế thì ta sẽ có rằng là ester thì nó luôn nhãn nước và nổi nước, đấy là tính chất vật lý của ester, nên lớp chất lỏng X nó phải là ester, bởi vì nó nhãn nước và nó nổi nước, đúng chưa? Vậy ester thì vậy thì suy ra X nó sẽ là ester, và ở trong bài này thì nó sẽ là isoamin acetate, isoamin acetate. Vậy ở đây theo cái ý B là trong phễu chiết lớp chất lỏng Y có thành phần chính là isoamin acetate là đúng hay sai? Sai lè đúng không? Nó phải là X chứ nhá, sai. Ý C nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình một là đúng. Phải nói rất nhiều phần này rồi, mình phải kiểm soát nhiệt độ nhá, để tránh cái lượng là lượng các cái chất sản phẩm, các cái chất phản ứng ví dụ như là axit, ví dụ như là alcohol nó bay hơi, nó làm giảm cái hiệu suất của phản ứng tổng hợp. D, phễu chiết dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau, chính xác. Đấy, cái phương pháp chiết là cái phương pháp để chúng ta thường dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau, đúng. Thì nó phân lớp. E, isoamin acetate tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia thực phẩm, cái này ai biết là đúng rồi, nó là dầu chuối, đúng không? Chúng ta bạn nào ăn chè hay là ăn kem chuối bla bla thì bạn sẽ được gặp nó. Vậy ở đây hoàn toàn chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 phát biểu đúng nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, 4 phát biểu đúng, được chưa?